Vườn cây Trung Oanh mến chào quý cô bác và các bạn nhé. Hôm nay vườn cây Trung Oanh giới thiệu với quý cô bác và các bạn cây vú sữa lò rèn ạ. Vú sữa quả tím nha quý cô bác nhé. Vú sữa lò rèn đây này. Cây này là cây ghép nha quý cô bác nhé. Đây em quay cho quý cô bác xem cái mắt ghép này nhé. Đây. Mắt ghép cái vú sữa lò rèn đây ạ. Cây này là trong bầu lớn nha quý cô bác nhé. Cây này trong bầu lớn, cây đẹp, cây thoát đẹp, cây này chiều cao được tầm vút lá lên được tầm 5-60 nhá. Cây trong bầu đã ổn định rồi nhá quý cô bác nhá. Cây này là nhà em là trong bầu sơ dừa và các giá thể, cây ổn định, cây sống ổn định nhá. Cây bây giờ là đang khi mưa xuống là đang ra lộc rồi nhá. Vú sữa lò rèn ạ. Này là quả chín của nó màu tím nhá. Quả này thì ít hạt, cùi dày, ăn ngọt như quý bác nhá, vỏ mỏng. Đây em quay quý bác xem đây. Cái này quý bác mua về trồng 2 năm là bói quả nhá. Khi ra quả thì quả sai lúc liễu luôn ạ. Đây, cây nhà em toàn cây đẹp này. Cây này là em, cây này là cây sai lỡ nha quý bác nhá. Tí em quay cho quý cô bác xem cây cây nhỏ nhá. Đây em quay em lấy luôn cây nhỏ em quay quý bác xem này. Đây cây nhỏ em đây. Đây cũng là vú sữa lò rèn đây. Em xách hai cây đông quý bác xem nhá. Hai cây ạ. Cây nhỏ với cây to đều là cùng một giống nha quý cô bác nhá. Nhưng về bầu cây và kích thước của cây nó khác nhau nhá. Cây nhỏ kia thì nó chiều cao được tầm 40, nhưng cây lớn này nó cao được tầm 6-70 quý cô bác nhá. Tất cả các cây đều trong bầu sơ dừa hết rồi ạ. Cây được nuôi trong bầu ổn định rồi nhá. Quý cô bác mua về trồng thì không lo gì bị trột cây nhá, ảnh hưởng cây nhá. Mà cây trồng thì phát triển luôn. Khi vào trồng quý cô bác lấy cái dao quý cô bác rạch cái bầu ra, rạch bầu ra quý cô bác cởi dây ra nhé, đào hố trồng 40-40, quý bác lót đất màu xuống, xong là rạch bầu này ra, quý bác cho xuống, vùi đất kín bằng mặt bầu như này nhé quý bác nhé, xong rồi mình làm một cái que mình cắm vào gốc cây, buộc vào thân cây để định hình cho cây nó đỡ bị ngả nghiêng nhé. Mình tránh hiện tượng khi cây mình vừa trồng mới gặp gió ấy, thì nó gió nó sẽ ảnh hưởng cây, thì mình cắm một cái que vào, cắm một cái que vào trồng để cho nó cây nó khỏe, cây nó chắc, cây nó không bị ảnh hưởng gì đến gốc cây nhé. Cây này thì quý cô bác trồng trên chậu cũng được, trồng thùng xốp cũng được và trồng ngoài đất cũng được nha quý cô bác nhé. Cây này là dòng cây ghép, vì vậy rất nhanh ra quả, nó nhanh ra quả, nó không như cây vú sữa hạt của mình. Cây vú hạt mình trồng cao lêu đêu, nó to thì nó mới ra quả. Nhưng cây này thì mình chỉ cần trồng như hiện tại cây này thì quý cô bác trồng 2 năm là đầu bói quả ấy nhá. 2 năm là bói quả thì trong cái chiều cao của cây thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng độ 1 mét. 1 mét thôi ạ, hơn 1 mét một xíu nhá. Đấy, vì vậy khi quý cô bác trồng này vào thùng xốp, vào chậu hoặc vào ra ngoài đất đều thích hợp. Mà cái này trồng ở trên sân thượng cũng được nhá. Trồng ở ban công cũng được nhá quý cô bác nhá. Những nhà quý cô bác ở những tòa nhà cao chung cư ấy thì không có khoảng không gian rộng thì mình trồng đằng sau nhé, cho thùng xốp trồng đằng sau, nó vừa có màu xanh của lá cây mà trồng cây có quả ăn nhé. Cây này em cây lỡ này, đây còn cây này, cây giống này, cây giống cũng thế nhé, cũng là cây ghép, cũng nuôi ở trong bầu sơ dừa nhé. Đây chiều cao cây giống đây, cây cũng đẹp ạ. Quý cô bác mua thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại 0927386866 nhé. Hàng này thì em ship đi toàn quốc được nhé quý cô bác nhé. Cây này thì trồng thì dễ trồng. Mà cái lá của cây vú sữa này thì nó gần như là nó xanh quanh năm luôn nhé quý cô bác nhé. Đấy, mình trồng lúc nào ở trong nhà cũng có màu xanh, nó xanh quanh năm luôn, nó ít bị chút lá nhé quý cô bác nhé. Cây này nó ít bị chút lá. Cây này quý cô bác mua về trồng chỉ 2 năm là đầu bói, ra hoa, ra quả.
quả thì ăn thì ngon, nhiều chất dinh dưỡng nha quý cô bác nhé. Đây em quay lại một lần nữa cho quý bác xem này, vườn cây nhà em này. Vũ sữa lò rèn này. Toàn cây gốc to, đẹp nha quý bác nhá, cây khỏe. Không bị sâu bệnh. Cây khỏe mạnh ạ. Đây còn bên này là em đây là cây giống em vừa quay đây, đó là vũ sữa lò rèn này. Cây giống nha em. Quý cô bác mua cây như nào thì cứ liên hệ cho em nhé. Số điện thoại em để trên màn hình ạ. Thì cứ mua cho em thì em sẽ gửi hàng cho quý cô bác. Đây, quý cô bác này, như cây này này, cây này ghép ở cái mắt ghép già này nó đã đang cho ra nụ này quý cô bác này. Đấy. Cái cây này cứ phụ thuộc vào mắt ghép già, mắt ghép non nhé. Đây những cái cây mắt ghép già thì nó đã đang cho ra nụ này quý bác này. Đấy. 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 Cây già thì cho ra nụ nhé quý bác nhé. Còn những cái cây mắt ghép non thì nó chỉ chậm sau tầm của 1 đến 2 năm nhé quý bác nhé. Cũng hầu như là nhà em thì cũng cắt từ những cái mắt ghép già để ghép vào cây. Đấy. Như cây này này, cây này cũng đang ra nụ. Đấy. Đây là cây giống nhà em. Đây là cây giống nhà em ạ. Còn bên này nhà em là cái cây cây lỡ, cây bầu to nuôi trong bầu ạ. Đều cùng một giống cả nha quý cô bác nhé. Quý cô bác mua thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại 0927386866. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Chúc quý cô bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Quý cô bác xem kênh thì nhớ ấn đăng ký ủng hộ kênh nhà em nhé, để em có động lực em giới thiệu với quý cô bác nhiều loại cây khác đến cho quý cô bác nhé.